Bây giờ nào. Ôi làm mà. À nó phải dưới đúng không? Ôi bao lâu ta sống. Cho nó hát lại đi. Yêu nhau. Thôi là tiếp tiếp. Hát lại đi chơi. Đổi bài luôn thì mỗi bài nó chỉ có một tí thôi đúng không chị? Phải nắm tay nhau trên đường nó chả nhịp nó chả vui vui được không? Cái gì mà các anh hiểu hai là muốn hát. Mày đi đang hát trên bây giờ. Anh trời. Từ từ, để tôi nghĩ ra. Bạn hát thử anh hát bừa đi. Bừa, không biết ăn bài nào. Bừa nó còn đéo nghĩ ra. Bừa. Bừa nó bừa bừa phải người ta ghét chứ. Bài gì nó có tiết tấu. Ôi trời ơi. Đấy, năm tay nhau trên đường nhau bài ba gì ngày tháng xưa đi, đổi bài khác luôn được không? Bài ngày xưa. Này em yêu ơi đi tiếng hoàng quá mày hay hát đấy. Yêu là bài gì? Vì tôi còn sống. Ôi trời, ôi trời ơi. À không không phải. Trời. Không vẫn đang yêu đằng này xuống. Và tôi cũng yêu em đi. Lê Hiếu. Tôi chết rồi, chị tít xong. Thịt mông nướng nào, thịt mông nướng nào, thịt mông nướng. Mông một nắng. Như mọi người thấy khung hình nó trong veo như này, có nghĩa ở chỗ chúng tôi đứng đang rất là nắng. Cái yên xe rất nóng rồi nhá. Cái yên xe Nhung ngồi lên cực kỳ nóng luôn. Nhây xong rồi phanh rú một phát. Sướng. Tè he để miêu tả những cái đồ mà nó có hai cái nó mở ra. Đừng từng từng nữa mày, mày cứ từng từng cả ngày mày chết đau đầu à? Có mỗi cái mồm đẹp nhất thì che cung lại. Bỏ mồm ra. Nó sợ cười không? Cười nó cũng có mắt. Cứ cái đúp nào bắt đầu phải nằm mà là bắt đầu nó thế mọi người. Tè he. Nằm không phạm câu tè he nhưng nó nghĩ câu tè he đúng chưa à, luôn nó lại kiểu nó đang lấy thằng Hoàng đến định nói câu đấy nó nghĩ đến câu tè he nó cười à nhung tè he mình ngủ thật đi nào mình ngủ đi mình ngủ thật chết sâu rồi chết tàn rồi chưa cười nó cười không cười à em nhiều lúc em sẽ giờ thường ngủ mơ hơi cười cười tí ok nào chấp nhận được đúng không chị không đó rồi nào mơ lúc nào mơ bây giờ nào Dạ. Ôi. Đây từ từ chưa kịp vào hình. Mày nói to nhưng mày vẫn phải nói thầm nhá. Hoàng nhá. Nói to nhưng vẫn phải kiểu nói thầm. Ừ. Vậy ứ à? Ừ. Tao đứng gần tầm cái đèn thì thì là những cảnh phim cuối cùng của đại học du ký. Chúng mình ngày mai được nghỉ lễ rồi. Chơi. Ôi trời ơi, đúng là thiên thời điện lợi nhân hòa. Mình vào nhà Nhung, Nhung quên đóng cửa, xong Nhung còn ngủ ở đây, nó mới có chết không chứ lệ. Đi như hoạt hình. Mà thằng Hiếu nó tài thật. Rồi. Góc này mặt đơn hơn. Góc mặt đơn hơn.
Cái nắm úp ở trong à? Thì không thấy mặt. Thế mà khá nhỉ? Đang chuẩn bị là một pha rót mật vào tay. Chụt hôn danh đến mấy yêu vào cũng bị được tha thứ hết, không sao. À, nhưng mà tôi ngồi xuống này. Không cần, không anh không cần. Được rồi, Hoàng đặt đi xuống này. Tôi em đọc lại thật đúng một lần đấy nhá. Thế là đưa cho nó hai cái đặt hai bên để tí là cái lúc này nó rơi trước mặt luôn. Có một người đang ngồi đây nhìn một người khác tán một người khác. Ok, đất mặt vào tay. Một thế nó giấu không sao biết, lôi ra lúc nào không biết ạ. Ok. Rồi, ok. Ừ. Nó làm cái gì ạ? Đọc mặt nó luôn nhá. Thằng viên viên tay. Chơi. Mật vào tay em đâu đâu để anh xem nhà anh thì ở đây tiền. Nó để cái phễu vào hồng lỗ ta. Bên bên nó để cái phễu vào lỗ ta. Chọc xuống ấy thì bắt đầu mới dậy, nó mới cười. Chọc cái phễu xuống lỗ tai nó mới dậy. Cái gì? Chọc được cấp 3 hình như sổ sổ. Chọc phễu vào lỗ tai xong nó mới dậy, nó mới cười. Cấp sổ rồ. Không, cho em chuẩn bị đổ thì nó dậy. Mở nắp chuẩn bị đổ. Lúc mà đổ vào nơi cắt. Cái chỗ lông gà là gì? Cái gì? Chỗ lông gà sau chỗ kỹ thuật kìa. Nếu không có thì ở góc bên phải gần nhà vệ sinh cái tầng 3. Cái này vụt chắc chứ. Nhà ra đang sử dụng nhắm nhắm. Nhắm nó lắm. Lúc ở ngoài kia anh hiểu anh nhỉ. Ngoài đây nó hát đấy luôn á. Cấp 3 đi. Cấp 3 đi. Mở ăn. Nhà anh ấy thì ở đây tiền. Hả? Không phải họ biết sao nói. Nhìn nhung sổ. 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 Nên em bảo với cảnh này như là nhưng nó vụt á, đi chạy đi luôn đúng không? Đầu cảnh sau. Ui, chạy sau cái mày bị đau thế. Mày phải trúng mặt. Cái bên giữa mặt một vết. À nhưng vùng này. Anh Hoàng, thế không biết làm gì đấy? Sao lại ở trong nhà em? Sao lại từ giữa mặt lại toại là may không trúng mặt? Không trúng. Kiểu ngu quá. Ngu kiểu được làm này né ra hay rồi anh cũng loạn xạ lên đúng không? Bảo ừ may không trúng mặt. Sao nhìn gương mà? Cái bên trước mặt anh không trúng mặt. Nó mở rồi đang cầm phước nào rồi. Tay kia sao? Nhìn đấy. Tay đấy. Thay mà chết nhỉ? Nhưng mà xong rồi nhìn thấy gì nào? Đúng rồi. Thế Dung nó ngồi vùng dậy nó bảo. Đúng rồi nào, đúng tay rồi. Đúng rồi, cái này tao rồi. Nhí, không một động tác. Vén váy. Dạy Nhung vén váy. Cái làm gì hết sao lại ở trong nhà em? Ok. Báo ơi, vứt tờ giấy rồi. Ok. Vứt cho nó lên kia, vẫn khói ra, vẫn nhìn thấy. Chơi. Ơ, anh làm gì đấy? À, hả? Sao lại trong nhà em? À. Đấy, nó hốt tí nữa đi Nhung à. Nó phải căng cực luôn á. Hốt như cái anh gì đấy? Sắp bị mệt ấy. Không phải quay thai à? Anh nhớ Nhung ấy. Anh nhớ Nhung. Nhung. Anh nhớ Nhung. Nhung đấy, Nhung ở đâu? Nhung đồng ý là người yêu anh nhá. Mệt. Anh nhìn luôn đi, Ốp, giật. Để cho động tay mày dài. Ốp. Hả? Cái làm gì đấy? Hả? Sao lại trong nhà em? Mắt nó hơi đảo ra đây. Mắt nó đảo, bình thường nó nhìn thẳng mấy đứa nó đảo vòng cung. Vòng cung tứ luật. Nó nhìn kia. Góc nhìn đúng nhìn thằng Tuấn luôn. Không phải đâu. Mắt nó đảo một phát hình hình vòng cung. Nhìn thấy thằng nào cũng không. Người ta bảo rồi có câu lá dụng về cội mà. Không phải hướng cái nhìn đấy nhìn. Em căng thôi mà. Em sợ với trưởng luôn. Kiểu em sợ quá, kiểu em sợ quá ra em thành cáu à. Nào chuẩn bị. Không biết cáu. Duyên.
Anh dành cho em những điều ngọt ngào. Anh rót mật vào tay em. Để coi anh đọc nha. Anh dành cho em những điều ngọt ngào. Anh rót mật vào tay tay em. Đưa tay đưa tay đây đi. Đưa tay đi nào. Mở chỗ đi. Mẩn. Anh dành cho em những điều ngọt ngào. Anh rót mật vào tay em. Đưa tay lên nào. Cho anh rót một phát. Không, bình thường em nghĩ tự nhiên thường. Anh dành cho em những điều ngọt ngào. Tự nhiên anh Đại xuất hiện ở trong nhà này. Mình là thằng ngu à? Một thằng trước đi rót mật trước. Đi ông mưa rót mật vào tay em. Cái này nó để lùi lùi một tí hay là lùi tôi để cho anh rót một phát. Anh rót mật vào tay. Anh nhìn cái phê không? Không mật vào tay. Ôi giời. Trời. Một tí thôi. Này nhá, tôi nói cho anh biết. Ai dạy anh đấy hả? Rót mật ông vào tay để với tay con nhà người ta cả. Bảo sao bố mày mà không thích được anh. Mẹ nhất tỉnh. Anh ơi. Anh thích cho tôi. Hoàng. Thế rồi Hoàng ấy em. Đó, mà cứ vụt hai bên em đừng vụt cái đầu đấy, em vụt cái chỗ gần cái lông á, em lừa lừa đấy đúng rồi, đúng rồi. Như thế nhưng mà số hoàng suốt ngày bị đánh, hoặc là cho nó dơ lên thì là kinh khủng, đập vào cam á thì trong ai hái trong màn hình nó dễ. Nên cái vấn đề tôi hoàng là nó né được hết, không bị vào mặt, không biết ngang mặt à? Tức là em ôm nhiều chỗ lắm, đau thế. Mày góp tôi để vào mặt, khi vào vết chơi. Chơi. Anh ơi, tôi ui đau quá, anh ơi. Tạch rồi. Phải thế. Cái này nó cao. Thổi lông gà của tao. Cao. Mọi người ạ. Đừng cao, đúc kết lại thì từ trước giờ trong hai series hai anh em với cả đại học du ký thì Hoàng là đứa mà chuyên gia bị đánh. Ôi trời ơi đàn, đừng làm hỏng đàn thì xong còn để lên kia cho đẹp. Để lên cái lỗ kìa. Hoàng chuyên gia bị đánh, Hoàng chuyên gia bị những cái bẩn nhất. Nhưng mà may không trúng mặt. May không trúng mặt. Thật là như kiểu bị chém á. Thật là kinh khủng. Là không nào hả? Ok.